lụm dính giò Trái nữa cả nhà. trốn đâu hay trời. Rồi bắt đầu cho lên nướng nha. Xèo quá cả nhà ơi. Chín rồi đó. Chín rồi. Rồi chắc con mình chào cả nhà nha. Rồi chào cả nhà ơi. Bữa nay hai con mình đi lên đồng bào tre của xã Long Đức. Có phát hiện được con dấu cả nhà ơi. Mới đi ra một vòng thấy cái hàng cua này ngon quá, không biết có ăn đây cả nhà. Hay dập mở hàng xuống sẻ. Ở đây giữa đồng có cái cái nền này, cái nền gì không biết nữa. Cái gì vậy? Nói vậy? Cua. Con hết luôn không? Chưa biết. Cái dấu này. Có cái hàng ngon quá mở hàng xuống sẻ coi. Rồi. Đụng cua không biết có ăn hết không. Này đi có đem cái lò của tiếng kêu của ông Năm theo này. Thì mình nghĩ làm với ông Năm, như ông Năm vẫn còn đi đi với mình hoài luôn á. Tiếng kêu của ông Năm á. Cái gì vậy? Cua. Không có ăn hết cái gì rồi. Hả? Có rồi. Có con cua không hả? Cua không? Cua không thôi bỏ đi. Cua. Thử coi. Có ngắt cái nằm chứ không? Cái dấu ngon quá hay là mưa nó ra rồi. Nó ra ở này mà không có dấu hết nè, thấy không? Nó ra rồi. Nè. Mưa nó ra rồi. Chắc không có hai cái này, cái này khác. Có hàng vô à? Lúc vào nó biết nha. Nó chen vô ha. Hàng này chen vô nữa không? Rồi, rồi. Thì đồng này nó có mưa cả nhà, thì mình đi kiếm mấy cái hang mà nó ếch nó ra rồi nó vô á, nó vô lại á, chịu khó đi kiếm sao nó không chịu kêu cả nhà ơi. Cái gì là tay bắt luôn hả? Bắt luôn. Tới không trời. Được không? Đúng không? Đúng. Đúng cua nè. Đúng cua, đúng cua này hấp tới rồi đó. Cua ngát đâu? Đúng ngát luôn nè. Rồi lụm luôn. Hai con không? Tháng này nó ưa vô hai con lắm nha. Vì nó ra ruộng rồi bắt đầu nó vô lại á, nó gặp hang rồi nó vô rồi nó trời thôi. Nó chạy, nó chạy nó lại kìa, nó chạy nó lại, nó kìa chạy lại hang nó kìa, hay thiệt đó, nó chạy nó lại đó. Rồi bọn em cái chỗ rửa ai. Một con mở hàng quá đã, quá đã. Hôm nay kiếm bốn con nướng ăn rồi. Cái đồng này có mưa rồi, mưa rồi bắt đầu ếch nó bể hang nó ra rồi nó vô lại kiếm thay dấu nó thôi. Rồi
Rồi. Một quả. Một quả đầu tiên. Rồi đi. Vô hang nữa hả? Nó ngồi nè. Ra ngoài nó ra nó ngồi đó hả? Rồi. Thì tháng này nó ra nó vô cái nhà chứ chưa chắc không. Tháng này có. Có không? Đục nước nước đục ngầu hả? Sao? Có. Có không? Đất, đất mềm dễ đào quá ha. Có mưa cái đây mềm dễ đào. Trái quá. Gì? Móc à? Móc. Tụi không tới. Cái ở đằng sâu lắm, không phải riêng đực đâu. Đâu sâu cái gì? Chỉ là vậy. Cái cô là có tương lai à? Sâu quá, sâu quá. Chà móc chút cả nhà. Móc không dính đào xuống luôn cả nhà. Đào xuống bắt luôn. Dính luôn hả? Không ai. Tức quá mà. Cái hang mà nó cong đào móc hoài không dính nó đào xuống bắt luôn à. À, chạy thấy kìa. Ô, chạy hả? Cái là đực. Cái hả? Rồi, hai con. Đây cái nhà ơi. Có hang nè. Rồi đó. Hả? Cái hang này có không? Có nè, giờ trước ngồi nè, thấy không? Có à? Có biết nó ở không nè. Đó. Ở nè. Nó ngon. Ghét đó. Thác này nó mưa xuống nó bời gầy. Đục quá. Đục đục quá.
thấy có khả thi mà. Ngon lắm, nhét vô mà không có thấy gì. Sâu vậy. Sửa rồi. Chờ chút cả nhà. Cua với nó. Hết hả? Nghĩ lên giả rồi, hồi nó có là nó không. Nước cũng kêu sợ sụp sọc đó, biết còn gì dưới. Hang giờ nước không chính cua à? Lên cua là lên hết á. Thôi hết con, hết con gà đó cua này, nó giỡn hoài đó. Chớp chớp kìa em. Chớp chớp hả? Đặt cái. Chớp chớp. Cái nữa hả? Đặt cái. Rồi, ba em. Dấu gỗ gà mà nó nói gì được không? Ba em cả nhà ơi. Cái mem nó đủ ăn rồi đó. Đây. Lắp lại chiếc xương cái. Rồi đi. Đây mới phát hiện cái hang mấy cái nhà. Ngồi ra ngồi nè. Rồi gom ngồi với rồi. Ngồi gom dính sình không thấy không? Rồi. Hy vọng là còn ở nha. Rồi làm đục nước chứ nè. Đi sao giờ thành thông để nước coi, coi cái nước đừng thò tay bắt luôn nha. Có cả nhà có không? Có, có thì lụm. Bữa nay mình làm món ếch nướng sa tế theo yêu cầu của khán giả nha. Cầm luôn cái gì? Cầm luôn hả? Rồi. Leo lên cái lem lên lem lên này, ra này. Vậy, chuột rồi ba ơi. Ba xuống quá. Dính lại, dính lại. Chuột rồi. Đút cái máy vô quay cái làm vậy. Ba xuôi á. Nó thừa quá. Cái đít chuối với sọt lên nó bực bực thấy không? Lên 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 cua gì lắc tấm dưới rồi sao mà lên giả vậy ta? Con này đào luôn á. Con này bắt không được đào luôn ha. Nó không dính đào luôn á. Chỉ sao bọt vậy thấy không? Dột đó thừa nha. Cái cua, cái nó luôn, hết luôn. Cái luôn. Từ rồi trời ơi. Ơi. Nó chụp chụp. Quay cho quay kìa.
Xui ba xui ổ gà không? Xui. Tới miệng ăn rồi đó. Tới miệng ăn rồi, lọt rớt chút ơi. Ủa? Sao ở đó tay móc cho tới. Lẩm dính giò trốn đâu hay trời. Cái hả? Rồi bốn em rồi đủ ăn rồi đó. Bây giờ nó không kêu đi mất ngủ luôn mà. Bây giờ đi kiếm hang không biết nào. Cái hang mấy cái hang mà nó bể hang rồi nó chui ra chui vô lá ngò. Hai đứa con bốn con đủ ăn rồi. Con nữa đi. Con nữa đi hả? Đi qua bờ kia. Bờ này có nè, nước nè. Bờ đó đó. Nào. Bên đó kìa. Bờ ngang bên đó đó. Bờ ngang đó. Bờ này hai con hả? Bờ này khúc khúc này không hai con này. Từ đó đây hai con nè. Hả? Thì mới phát hiện cái hàng mới cua gà có dấu cả nha. Quá trời đã luôn rồi. Con nữa coi, lụm con nữa coi. Ngồi này cả nhà. Nè, ngồi nó ngon nè. Rồi. Ăn này chắc cạn không ơi. Ê, ê. Sao à? Lắm. Vậy? Vậy? Ra nó vô lại mà gặp hang nào vô hang đó chứ. Trời 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 trời. Cua kẹp nữa hả? Cái không? Ôi 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 ôi. Biết cái cái nào ơi. Cái quá trời đã luôn mày. Ê, ê chạy hoài ấy. Chui vô hang sâu học luôn nè. Lụm lụm đi. Đó, bây giờ cá này cũng rồi. Rồi, năm em. Rồi đủ ăn rồi. Đi dài về có thì lụm nữa. Năm em ba cái, hai đực. Ê cái hàng mấy hàng này ngon quá nè. Có khả năng á. Mấy hàng nè. Có hy vọng không? Đâu anh nói đi ngang mà nếu con ếch này có trong hang là tại vì con ếch kia nó chạy vòng vòng mình đi kiếm mình bắt nó mà thấy nó nè. Có hang này có rồi. Có khả thi đó. Ê, ê. Đục máy không có hả? Rồi không có rồi này. Phải không? Hay ngon quá mà cái hàng vậy nha, nghe đựng nhất rồi mất đại hành xui đi có không? Mục tiêu là đặt mục tiêu có bốn con bây giờ quắt luôn rồi. Đúng rồi. Vậy. Tháng này trời mưa xuống cái ngách bể hang nó ra nó có để là cái dấu cái nhà ra nó vô ra vô để là cái dấu bể miệng dễ kiếm hang đó.
khỏi cần kêu luôn. Dính nào, dính thì cho nó lên. Trời dục rồi. Trời ơi, nó dụt một cái là nó tụt dưới cái khó móc lại lắm. Chưa nắng rồi đó, bữa nay đi trễ quá, 9 giờ gần 9 giờ mới đi. Cua lên luôn kìa, cua bò lên luôn kìa. Cua được cá, cua được gì vậy? Cua được có đâu không? Giọng họ nói biết cái miệng hang đó nó ngồi lại ha. À, nó ngáp lên luôn đó, ngáp chào lên kìa. Rồi. Rồi. Nó chịu ra luôn ta. Khôn. Khôn thiệt ta. À, lưng lửng hay nó không ở đấy à. Vậy khó móc. À, kêu cục cục cục. Thấy không? Thấy. Ngất chào lên nó gàng mà. Thôi động lên đi. Giật nó ra ngoài. Rồi, giật nó ra ngoài luôn. Rồi em ơi. Em chịu ra em. Nó ra thấy nó ra ngoài không, để nó tụt lên tụt xuống hoài. Đấy. Cái tơ nữa ha. Dướng rồi. Cái gì? Dướng rồi đó kìa. Kể nó lên lại đi. Nước không? Hang nước không. Nước đâu mà nước. Hang nước. Cô ghen à. Cô mới vô. Làm ra. Lâu trở lại nữa kìa. Lên luôn đi. Cái nữa hả? Đang cái không à, cái cá tơ cái này trứng không. cái hàng này tao chỉ nha, ẩn nó tao chỉ hang chuột hoài nha. 6 cái em cái này đừng ký rồi nha, đừng trăm ký, đừng 120 đó, 120 bắt này tính ra ngon hết đêm nha, bắt mau bắt hết đêm. Chịu nắng, nắng. Ký. Ký khỏe, 6 con ký khỏe. Đi. Đi dài về xe đậu chỗ đó mình đặng đó. Không có đặt nữa. Rồi đi lại tới đó mình đặng đó là có không có thì mình cũng nấu ăn luôn nha. Rồi 6 con đó nha. Về tới nhà tới xe. 6 con. 6 con là mấy con đây? Hết luôn. Chưa giữ rồi. Đã. Ăn cho nó đã hả? Sao con ở nhà? Sao con? Rồi. 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 Để bắt nước bằng lông hả? Lông. Bằng lông để bài cái vỏ ra nóng nước. Rồi mình đốt than. Đốt than cho nó cháy xong rồi mình nấu cơm. Còn con này nó đi bằng ếch, đi bằng út túc túc bên kia. Đây mình cho cơm xong rồi để cho nó than nó bắt lửa rồi mới đầu mình bỏ nó xuống mình đắp cơm lên.
ốp sạch đấy. Ốp cho, ốp cho nó thấm đi. Đây cả nhà. À, làm gia vị ốp có còn nước. Thêm mấy lon bia nữa. Rồi, bỏ vô ốp. Ốp bữa nay bằng lông để da, không có lọc da. Nướng phải để da nó mới ngon. Ôi, quá nhiều rồi. Nó còn ở nhà. 6 con. Cái này phải cỡ 4 người, 4 5 người ăn mới vừa. Trời quá trời vậy. Một nồi quá trời luôn, ăn sao hết. Điện có ai hỗ trợ không? có ai hỗ trợ ăn tiếp không ạ? Điện ai hỗ trợ ăn tiếp không? Cài cho ta, miếng xe tới nè, miếng ớt không? Sạch tế cây bà ngõ vô nữa. Rồi bắt đầu cho lên nướng nha. Xèo xèo. Xèo. Quá ngon đấy ai. Quá ngon. Dĩ nhỏ quá à. Vừa thôi để nhiều quá. Còn lần nữa. Hai lần. Ồ thơm quá vậy. Chết người rồi. Wow. Ngon lắm, ngon dễ nè. Chưa đâu. Mà chín cho nó ra dĩa. Wow. Quét lên, quét sạch té lên thêm nó thấm vô hết rồi quét vô. Cho xăng xăng lại cái quét cả nhà. Thơm quá, thơm à. Thơm quá trời không nổi luôn rồi. Rồi, tiếp, để chút xíu đây. Xe quá cả nhà ơi. Qua, chín rồi đó. Chín rồi. Quét cho té lên thêm. Bốc chưa? Sôi sẹt. Rồi, chín rồi cả nhà ơi. Cho ra dĩa. Mấy phần nữa cả nhà. Chờ cơm chín nữa là mình ăn được á. Còn cái đó mình ăn từ từ rồi nó chín sau. Ha. Rồi. Vậy nó mới ngon. Rồi sắp xong rồi đó nha. Rồi ăn dĩa. Quét xương xương lên cái nè.
được không trời? Hả? Chết ạ. Rồi lắm. Cái nữa nữa. Bà phước mặt phước mày ở miếng đất này về dùng cơm với mình nha. Không cho đũa ai à? Quên nữa. Không cho đũa gì ạ? Rồi cũng mời cả nhà ăn với mình. Vô rồi nhà. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Ăn nướng sả tế chấm nước mắm chua nha. Ăn giòn cũng vậy. Ngon. Có ngon à. Ngon nhai rồi. Dạ giòn heo quay. Cắm gà chiên xào luộc thì đủ thứ hết trơn cả nhà ơi. Ngán quá rồi, giờ đổi lại muốn nướng. Quá ngon rồi. Ừ, móng ngon ha. Quá ngon. Còn 70 đồng một dĩ nữa. Vô. Nó có nước á, nó cái gà gà xong rồi nó khô lại. Nó chui vô hang lại có dấu dễ bắt quá nè. Bắt cái chút xíu được quá nè. Hai bạn. Đêm không ở đâu mà lớn cả nhà. Vậy. Bắt đêm mà trời mưa ra mới ngon, trời nắng mà nước có nước mà bơm á cũng không có nhiều. Nước ngập đó, nước rông nó xả vô mà ít cũng lên nhiều. Chỉ có mưa là đã cũng lên nhiều. Bây giờ cái này
đi kiếm bắt mùi. Có mỡ ở đâu mà? Ừ. Có dù không? Mở nhà cái đồ dùng mũi mình đó nha. Sẽ tới đây nha. Mưa. Ông bà gọi tới mình nha. Mưa. Chà miếng nước cơm đi. Lấy ăn hết rồi không ơi. Chiều mưa lấy cái miếng khác nhà còn miếng nữa rồi mình hai đứa con mình nè ăn rồi cả nhà rồi hai con chào cả nhà mình cũng kết thúc video tại đây nha hẹn cái nhà video tiếp theo ngày mai tối nay chắc có mưa thì mình đi bắt ốc tim còn trời không có mưa thì mình vẫn đi móc cái kiểu nó bể hang nó vô lại đó cả nhà mưa mưa cái đó nó bể hang xong rồi nó nắng là cái nó vô hang lại á theo cái dấu nó bắt lắm dễ bắt lắm dễ bắt hơn đi mà kêu rồi hẹn cái nhà video tiếp theo nha.